đây là chỗ Sủng Thài nhé, đi vào xã Mộ Duệ, và đi từ xã Mộ Duệ đi lên chỗ nhà em Vân em Say nữa thì không phải thú thực với các bác là vào khoảng 30 mấy cây, 34, 35 cây số, rất là xa. Các bác đo Google Map thì sẽ ra ngay. Chết ngay lúa rồi, nuôi con lợn bao nhiêu lâu này không biết con được con cái, hình như là con cái. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai. Buổi chiều ngày hôm nay sau khi là xong công việc cá nhân của hai anh em thì Khâm sẽ tiếp tục lên nhà A Lúa. Đấy, không có việc gì anh em mình không lên đâu, đợt này là tiếp tục là nhận được thêm một hộp quà. Quà này thì được một chị ở Hàn Quốc các bác. Chị Hàn Quốc là gửi cho Khâm. Chị ở đây cũng không thấy ghi địa chỉ nữa. Nhưng mà tóm lại là Khâm với chị là kết bạn và chị báo đã gửi cho Khâm thì cũng khá là lâu thì Khâm mới nhận được cái hộp quà này các bác. Đấy. Đấy, từ 24 tháng 10 thì là chị gửi cho Khâm. Hôm nay thì là thời điểm anh em mình đang ghi hình là đâu đó vào 28 này, chiều 28 này. Đấy, bây giờ là 4 giờ 30 phút, trời mùa đông thì tối rất là nhanh các bác. Bây giờ là lên nhà A Lúa nhưng mà Khâm điện cho anh Lúa thì anh đang có mặt ở trên nhà bà ngoại. Thông tin được là cháu của bà ngoại ấy, mà người con mà bà ngoại của anh Lúa đi lấy chồng mới ấy, là đang bị ốm rất là nặng thì là anh Lúa là lên thăm nhà mới, lên thăm bé. Bây giờ là anh em mình đang đợi anh Lúa để sang là mình sẽ cùng đường vào luôn. Các bác hiện tại thì Khâm đã đến nhà anh Lúa rồi. Đấy. Nãy có đợi anh ở dưới đường nhưng mà hai vợ chồng lại đi qua đường tắt lên, bởi vì đi qua đường chính thì xa hơn. Thế nên là hai vợ chồng qua đường tắt đi lên đây trước rồi. Bây giờ là Khâm sẽ mang quà này để lên cho gia đình. Trong này chắc là bỉ mấy sữa thôi. Đấy. Đi qua đây thấy nhà chủ đất cũ của anh Lúa là đã sàn xong hết nền rồi, bác bật nhạc rất to. Không biết anh em mình quay sợ dính nhạc ở trong này có dính bản quyền không. Đấy. Bây giờ là mình lên nhà anh Lúa các bác ạ. Đây, hôm nay em lại tiếp tục là nhận được một thùng quà nha anh Lúa nhá. Ở đây ghi đây là sữa với bỉm của một chị ở Hàn Quốc. Trước chị này cũng gửi tiền cho anh một lần rồi để làm quỹ xây nhà đấy. Bây giờ là hộp quà mang lên đây thì em mới bóc nhá. Đấy, trong cuộc gọi thì là chị cũng bảo là ở đây có bỉm, cũng gửi cho bảo cho công bọc bỉm cho cháu ấy. Tập cũng chưa mở đâu các bác, lên đây Khâm mới mở thôi. Ba lô. Cái này thì là cái hóa đơn thôi. Đây là cái hóa đơn thôi. Cặp, đây là một cái cặp cho Tiến đi học nhá. Vâng. Đây một cái ba lô màu hồng cho Tiến đi học. Tí ạ. Nhảy trên nhà. Nhảy trên nhà. Hả? Lan đi, lan con đi. Lan con đi. Cái này là phải móc dây vào. Mình sẽ làm luôn để cho thử Tiến đeo một lần xem nào. Tiến đi học là có cặp chưa? Bình thường đi không đi có cặp nhỉ? Vâng. Không có cặp đâu phải không? Đấy, cái cặp này các cô gửi lên cho thì tốt quá. Cặp này là đẹp luôn nha. Đi học là bình thường có mang cái gì đi theo không? Mang một tí quần đi theo. Mang quần đi. Xong là mấy nữa thì có cái gì thì mang vào cho vào đây này. Để cho Tiến đi học. Nếu các bạn thì có, các bạn có cặp sách thì mình cũng phải có chứ. Thế nha, đợi chú nha. Lắp cho luôn. Mai là thứ bảy không đi học nhỉ? Vâng. Thế hôm nay đi là Tiến cũng nghỉ học đi à? Vâng, hôm nay là nó
Nào, đứng lên đây. Em đeo này, em đeo này. Để nè, để lắm. Nào, quay một vòng nào, quay một vòng nào, quay một vòng lên. Xem nào, xinh không? Đấy, sướng nhá. Thứ hai đi học là cho cô đeo ba lô đi học nhá. Đấy, rất là xinh luôn. Đấy, các bé ở đây rất là thích đồ mới các bác. Đây là sữa anh nhá. Sữa này à. Con dao không nổ đâu, lấy con dao để em xem nào. Và hai bịch bỉm. Bỉm này thì là bỉm sinh thái hàng đầu châu Âu. Cũng là bỉm kiểu xuất xứ từ nước ngoài đấy các bác. Sữa này thì không mở ra xem cho anh, thì xem nếu có pha cát thì không sẽ bảo cho anh luôn các bác. À, người ta đóng gói rất cẩn thận. Sữa này thì chắc là cho hai cháu nữa. Cho cháu có thôi, pháo thôi. Sữa này thì là sữa ngoại luôn các bác ạ. Sữa ngoại luôn. Còn này hộp chi ta? Có lẽ là tí nữa Khâm sẽ gọi điện hỏi các bác ạ. Xem là cái hai cái lọ thuốc này thì là cái thuốc gì. Thì hỏi chị ấy để chị ấy hướng dẫn cho anh Lúa cách sử dụng. Thì cất đi đó nha anh Lúa nhá. Sữa này thì thật sự toàn là chữ nước ngoài thôi. Thì tí nữa em sẽ hỏi chị ấy nhé, cách thức dùng. Còn này là bỉm. Cái này là bỉm. Chị cho hai bọc này. Chị cho hai bọc thì em sẽ gửi cho anh luôn nhé. Bởi vì là anh cũng không có tiền mua đâu các bác ạ. Mặc dù là chị cũng nói chuyện, hai chị em nói chuyện với Khâm là cháu nhà Khâm còn nhỏ cũng muốn cũng dùng bỉm, thì chị gửi cho Khâm một bịch. Nhưng mà bởi vì là cháu nhà Khâm cũng đang có bỉm rồi các bác, Khâm thì lúc nào cũng phải chuẩn bị đủ suất, nên là nhà anh Lúa không có thì xin phép chị là cho Khâm tặng luôn cho anh Lúa. Đấy, bởi vì hôm nay mang lên đây rồi thì Khâm cũng sẽ không mang cầm về nữa. Khâm sẽ xin phép tặng cho anh Lúa, bởi vì hai cháu nhà anh Lúa là đang dùng bỉm hít. Thế cho nên là cũng dùng rất là nhanh thôi. Đấy, hai cái bỉm này thì cất đi nhá. Mở ra là khác, biết khác giống cái bỉm của mình thôi, dùng dễ thôi nhá. Đấy, còn sữa này, sữa cũng cất đi. Thế nên em gọi điện xem là sữa với lại hai lột thuốc này là dùng vào cái mục đích gì. Em sẽ gọi cho chị. Đấy, còn không gọi được tối em gọi cho em bảo sau nhé. Sữa này thì sữa bột thôi nhé. Chắc là pha như tỷ lệ như mọi lần mình pha thôi. Có lẽ là để cho chắc chắn thì Khâm sẽ hỏi thêm sau. Đấy, cất đi nhé. Cất đi chỗ khô chỗ ráo nhé. Đấy. Thế là hôm nay đi bà ngoại thì là con của bà ngoại bị sao? Nó bị tốt với nó bị sốt với ho á? Sốt với ho. Nó mấy tuổi rồi, con mấy tuổi rồi? Nó là tưởng. Con được 5 tuổi gì? Tiến được mấy tuổi nhỉ? Tiến là 2 tuổi. 2 tuổi thôi. Sốt với ho thì nên đưa con đi phải cẩn thận, con để con ở xa không? Sẽ lại lây thì sao? Đưa nó đi thì mình ấy cho áo nóng là nó mang, nhưng mà nó mang đi đấy nhà của bà ngoại thì bà ngoại đưa đi một kiểu nó thì bệnh thế hả, để chồng kế này. Được rồi. Bà ngoại là đi lấy chồng hai rồi nhưng mà vẫn rất là quan tâm gia đình, nên là con ốm thì mình lại đi à? Thế đi thì hộ được cái gì?
Mình đi thì mình đi phụ nó đưa đi bên địa rồi xá. Đưa đi viện rồi á? Là đưa đi viện xá nhưng mà trạm xá gì? Bảo bảo. Đưa đi có được có thuốc gì không? Đưa mà. Đưa một tí thuốc lại. Thuốc giống như hôm qua em đi được bỏ đi chỗ viện đi mua lại thuốc cho. Vẫn được thuốc về cho cái gì? Vâng. Thế hôm nay là ngoài ra còn làm cái gì không? Hay chỉ đi thăm cháu ấy thôi? Mình đi thăm cháu ấy. Đấy gọi là em thôi ấy nhỉ? Em đi thăm em. Thăm em thôi nhỉ? Mình đi dỗ bà, đi thì bà ngại bảo mình đi giúp bà nhà cắt một cái rau bò thôi. Cắt cỏ bò ấy gì? Đó, cỏ bò. À. Đấy là bà ngoại là cháu có ốm thì là vẫn đến thăm. Và cho tiền, thế lần này mình đi thăm thì hộ thôi gì, không có tiền cho đâu phải không? Vâng. Này là đi thăm cháu, em nhà bên đấy ốm thì lại cả nhà đi thăm. Cũng may là hôm nay là trời là không mưa nhá. Vâng. Anh đưa hai cháu đi là phải cẩn thận đấy. Mặc ấm cho con, đội mũ, đội nón vào nhá. Vâng. Nhắc bao nhiêu lần rồi. Đi ra ngoài là phải mặc quần áo ấm vào cho cháu nhá. Luôn này. Mùa đông ở đây này, em đi em còn mặc áo khoác hết đây này. Cả anh đó, các áo các cô các bác cho có cái áo dài này không? Có mà. Áo khoác hôm nọ các cô tặng cho mấy cái liền cơ mà. Áo khoác mới đâu? Em vẫy làm mà em cõng có thì em vẫy làm. Cõng có thì là vướng à? Vâng vâng. Áo khoác các cô các bác cho thì mặc xong bẩn thì giặt giũ đi nhá. Vâng vâng. Chứ không phải mặc xong là vứt xó đâu nhá. Mặc dù là ở nhà thì đợt này là được khá là nhiều quà các bác ạ. Cứ mỗi lần nhận được quà thì là không có thời gian thì không lại lên trao cho gia đình thôi. Bởi vì không cũng không giữ quà ở nhà làm gì cả. Đấy, các cô bác là cũng nóng lòng. Bởi vì một phần thì là gửi qua đường bưu điện thì đã rất lâu rồi. Có cô bác ví dụ như cô Hồng hôm nọ là gửi đâu đó là hơn 10 ngày không mới nhận được. Thì sau khi là nhận được thì không cũng muốn trao nóng luôn cho gia đình và ghi hình video để cô bác anh chị cùng biết đấy. Nhưng có một điều là quà mang lên nhiều thế này có sợ mất không? Sợ mất đấy nhỉ? Cửa sợ nhà mà. Không có. Bởi vì là bây giờ đi thì ví dụ như hôm nay đi nhà bà ngoại cả ngày rồi. Vâng. Cửa thì không có cửa, chỉ đóng pro vào thôi. Vâng. Ai vào cũng được. Em đi bà ngoại với si ăn bữa chiều nó về giữ nhà xe nó về giữ nhà xe nhà bảo. Ừ. Em lúa về hộ giúp á. Dạ vâng. Thế em lúa thì dạo này làm gì? Dạo này thì nó là sát để rồi sát để nhà nó đưa con của nó về đó, con nó về làm ăn khu thì nó đi chặt củi. Chặt củi à? Dạ vâng. Làm việc nhà ấy gì? Vâng. Nó không biết là hôm nào em lấy tiền cho đi mua được lợn mới lại gà mới chó chưa? Nó đưa tiền cho anh của nó, bảo anh của nó lấy trả tiền lấy đi mua. Đến chợ á, ngày mai là ngày chợ rồi. Nó đợi anh lấy trả cho mình thì nó lấy đi mua cho mình. À, không mua sủng thai được à? Vâng vâng. Bà ngoại vừa mới gọi à? Vâng, bà ngoại vừa là gọi. Vừa về đến nhà chưa kịp gọi cho bà ngoại. Vâng vâng. Đi đâu cũng phải tế nhá, đi đâu cũng phải về đến nơi là gọi cho người lớn nhá. Vâng vâng. Anh hiểu chưa? Chắc là về là thấy chúng em lên là quên đúng không? Vâng. Đi đâu đi xa về gọi cho bố mẹ đi thưa về bảo nhá. Vâng vâng. Ừ. Thì các về người lớn mới yên tâm được nhá. Là luôn được. Bà ngoại là mới gọi điện đến các bác. Đấy thì đang nói chuyện của lúa em ấy thì là mấy hôm nữa làm ma khô, mấy hôm nữa sắp đến ngày chưa? Sắp là tám đấy, có 4 ngày là sau. 4 ngày à? Vâng, nó làm con nó xong cho hông mồng mẹ mùng 19 đúng không? Đúng rồi, mùng 19 hôm nay mua xe đúng không? Vâng, hôm nay mùng 28. Hôm nay mùng 28 thì là đã được đâu đó là 9 ngày rồi. Sắp đến ngày làm ma khô rồi. Người Mông thì cứ khoảng chết 13 ngày là phải làm ma khô hết các bác ạ. Làm ma khô nó mới xong à? Nó làm ma khô xong thì nó làm ma khô xong thì nó làm mấy cống, nó tìm một thầy rồi cống đưa con nó đi nữa thì lấy rồi. Hiểu rồi, em hiểu rồi. Đấy thì em nói chung là cũng hỏi thăm em ấy thôi.
sợ là chưa mua được gà được lợn thì đến lúc làm thì không có gì làm. Tiền là vừa rồi là không đưa cho các bác cũng biết rồi đấy, là cũng có cô bác là cũng hỗ trợ cho em lúa là không cũng trao cho em ấy rồi, còn 1 triệu thì xem hôm nào hai vợ chồng thích cái gì thì em đưa đi mua cũng được. Chắc là đưa lúa đi thôi, vợ thì chẳng biết gì rồi. Nó làm con của em đưa nó về để nhà nó bỏ thế thì nó nói anh không bỏ em à, anh bảo anh không, nếu là còn mang ngày nữa thì em đổ cô về, đổ cô của em về làm ma khô, làm ma khô xong thì em tìm một thầy về giúp cống, nhưng mà anh họ không đồng ý thì nó là mua 2 con gà với còn cái gì thì nó giúp mua 2 con gà với 2 cây thịt lợn về cho em cống đây. Được rồi, cái đấy thì cứ yên tâm đi. Trong phạm vi số tiền đấy thì em mua được cho 2 con gà với lại 2 cân thịt đấy, bởi vì là không làm không được. Cái này ma khô thì phong tục của người Mông rồi, nhà nào cũng phải làm, không có thì thường họ đi vay nợ làm cơ bác đấy. Thì mới bảo là em lúa là cũng như anh thôi, sau này như thế thôi, rút bớt thủ tục đi làm thì ma chay vẫn phải làm đầy đủ. Nhưng mà ví dụ như người ta thịt 5 con bò thì mình tìm 1 con bò bé thôi cũng có là được, mà ma mất đi rồi thì ăn được cái gì. Thịt về rồi là phí của, rồi là nợ nần đấy. Thì sau này là cũng phải nhắc các em, các cháu nó như thế. Bởi vì em là em sẽ không nhắc được suốt đâu. Sau này hỗ trợ các anh xong là em đi rồi thì em nhắc cho anh để anh biết, mà nhắc cho các em thế sau, để mình gọi là thoát cái những cái hủ tục lạc hậu đi nhá. Mình không chê cái phong tục người Mông đâu, nhưng mà nên rút bớt. Em đưa nó về đến nhà nó mới bảo em không làm là anh không có việc gì rồi. Bảo anh đi lúa em không làm thì anh bỏ em, còn anh đi phụ anh không làm tí. Em lúa đấy á? Em lúa bảo hôm nào có việc là gọi 2 anh em đi á. Nào á? Thực ra em thì em nói thật là cũng chưa dám gọi các anh đâu. Các anh khổ thế này, gọi các anh đi nếu mà mất công mất việc các anh. Nhưng mà đấy, như hôm nào anh quý thì anh biết thì anh tự đến thì thôi. Bao giờ gọi là điều kiện các anh nó ổn ổn rồi đi. Đấy, các anh có thời gian, các anh có công sức thì em gọi đi, đi hỗ trợ cái gì đó. Rồi này. Nè, mẹ cho mẹ cho mẹ cho mẹ cho mẹ cho sữa. À, nào, nào, nào. Đấy, pha sữa cho con đi. Em ma lúa kia thì mới mất con chứ, cho nên là mặt rất là buồn các bác. Nhưng video không đưa lên là mặt buồn tanh thế, không biết diễn tả như thế nào được, bởi vì người cha mới mất con thì rất là buồn đấy. Xem video cũng rất là mong cô ba anh chị có thể thông cảm. Con lợn lớn nhanh quá nhở, nó ăn tốt không? À cũng mà ăn tốt nhở. Con lợn này các bác xem video trước lấy về là bé rồi mà nhỉ. Con lợn này thì cho nó ăn, nó ăn no là không tán mình thì nó mới không kêu đâu gì. Tán mình thì nó mới kêu đấy. Bố về bố mới bảo là nếu mà không cho con lợn ăn, bố bảo là cho. Nó cũng thấy người thì nó mới không kia, nó thấy người thì nó kia. Cái người thì nó đòi ăn rồi. Lợn to lắm các bác ạ, lợn bây giờ to hơn trước nhiều, trước bế được, bây giờ khả năng là ôm không được rồi. Nhờ không được. Nên nó to thế này là ôm không được rồi. Con lợn này lợn cái à? Lợn cái hay lợn đực? Con đực hay con cái? Con này à? Không để ý à? Chết mẹ lúa rồi, nuôi con lợn bao nhiêu lâu này không biết con được con cái. Hình như là con cái. Con cái. Con cái. Con ba có ý là con này là sợ là đang đến lúc kỳ để phối. Ba có ý là kiếm con lợn đực về để phối. Lợn cái nhé. Lợn cái. Chết, mang về nuôi chỉ biết nuôi thôi, không biết lần lượng được cái lợn cái thì chết. Chiều nay bà lại bảo đợi
À, bà ngoại lại cho thêm một con á? Ai xa, bà ngoại quan tâm thế nhỉ? Bao giờ cho? À, nó bảo cho nó đi. Không mua. Được nó, bà ngoại thì là bà ngoại. Đó. Sửa đi, sửa dần đi, sửa tiếp đi. Bao giờ sửa được thì thôi. Nhá. Bà ngoại là bà ngoại. Anh phó là anh phó, không được nó nữa nhá. Mặc dù là các bác thông cảm mình vì tiếng người Mông ấy. Có nhiều bác cũng biết rồi đấy là không có đại từ nhân xưng là như tiếng Anh ấy đấy, I with you ơi đấy, thành ra là người Mông là cứ mày với tao thôi, nói thẳng ra tiếng Kinh nó là như thế đấy các bác. Thì là vì cứ mình cứ lối văn hóa ngôn từ của mình như thế, khi mà nói ra tiếng Kinh thì anh chỉ nó với mình, nói mày, thì mong các bác thông cảm. Nói chung là vẫn để anh Lúa sửa thôi nhá, sửa cái nào tốt đẹp thì mình sửa nhá. Bà nhà bà thấy tiền cho máy không nữa, bà nhà đi tì đưa thì bà nhà mua một con. Ây da. Bà nhà bảo bà nhà phải gọi điện cho em đi, lại cho một con nữa gì? Cho một con em về nghe. Thế tốt rồi, bà ngoại rất quan tâm. Nhưng mà bây giờ nhá, nhà cửa không có như này thì đi đâu là cũng phải có người trong nhà nhá. Ví dụ như hôm nay mà hai vợ chồng đi ai lấy đi thì ai mà biết được đúng không? Hôm nay thì hai vợ chồng đi thì em bảo em bà Lúa rồi thì, nhưng mà sau này thì vợ phải ở nhà thôi nhá. Mặc dù thì là biết là anh em ốm như thế thì vợ nóng lòng thì vợ muốn đi đúng không? Để em đi nhưng mà phải bảo làm sao em muốn đi cùng à? Muốn đi cùng, em muốn được. Đi cùng tham bằng ngại. Lần sau thì là không đi nữa đâu nhá. Bây giờ mùa đông rồi, trời lạnh, báo đi lại về ốm thì làm sao? Mặc ấm cho nó, nhưng mà trẻ con ra ngoài mưa nắng là không biết được đâu nhá. Về buổi tối ốm là sốt phừng phục lên là ai mà kịp thời hỗ trợ anh được. Nhớ chưa? Đấy, con lợn bây giờ to này là tốt lắm rồi này. Mình cũng, anh em mình cũng lâu rồi cũng không vào ngó con lợn, nhưng thấy nó to như này là ổn rồi đấy. Đâu đi xem ra đây xem rau cỏ tí nào, trồng có lên không nào? Đây nó. Trồng rau cả rau xà lách à? Vâng. Rau này là rau xà lách nữa. Vâng. Anh mua giống hay vợ mua? À, em mua. À. Vâng. Có rau này ăn rồi, rau cải kia xanh xanh mang về ăn được rồi. Được. Cái bên kia già hết rồi. Cái bên kia già hết, cái bên kia nhụn rằm. Cho lợn thôi. Trồng miếng rác vào nhá. À, có một chị cũng bảo gửi giống rau lên cho anh với cho Phứ ấy, nhưng mà Khâm chưa nhận được. Đợt này là cũng rất là nhiều cô bác là gửi quần áo này cũng như là vật phẩm này lên để cho anh Lúa. Thì khi nào Khâm nhận được thì Khâm sẽ điện cho trực tiếp cho cô bác anh chị. Đấy. Đấy, chẳng qua này là cũng không có đất thôi các bác ạ. Nếu mà có đất ấy, thì là cũng mua giống rau về trồng hết rau chỗ này. Chỗ đất này mà nhiều thế này thì trồng được rau ở đây thì tốt quá. Bán rau cũng được anh Lúa nhỉ? Nhưng mà không có đất các bác ạ. Những bác xem sau về video của Khâm ấy thì chắc chắn là các bác sẽ chưa biết được cái tình hình đất đai của anh Lúa. À, các bác hỏi là tại sao lại không xây nhà vào vị trí mà hiện tại đang ở ấy, thì thực sự là chỗ này là anh Lúa ở thuê thôi các bác ạ. Một năm thì là vào năm sinh ngô. Và cái đất này là vừa rồi thì là anh em mình lên là cũng có giống rau, thì cũng xin chủ đất là cho trồng tạm một ít rau ở trên này để anh có rau ăn cho gia đình, chứ không là hết mùa đậu là hết mùa rau cải ở trên nương là anh sẽ không có gì ăn cả các bác ạ. Thì xin chủ đất là mùa này là bởi vì người Mông họ là mùa này là mùa nông nhàn các bác. Đất thì bỏ trống cỏ cây mọc tùm như thế này thôi, thì xin người ta trồng sau khi là người ta ăn Tết xong thì mới bắt đầu là đi làm cày nương làm nương thôi. Đấy, người Mông mùa này em thấy là chỉ có lấy cỏ mới lại lấy củi thôi nhở, không làm cái gì thêm việc gì khác nhỉ. Mình nữa em mình nghiên cứu cho anh Lúa mùa này nương là trồng cái gì,
để cho anh có việc làm và có cái rau ăn đã. Đất ở đây không có thì không biết nói thế nào được rồi. Mình nữa xây trong nhà thì mình kiếm đất. Hiện tại là vẫn đang tìm đất cho anh lúa các bác. Anh em mình đang có cái phương án là có thể là tìm xa hơn chỗ đường cũng được, nhưng mà phải thuận tiện. Tóm lại là vẫn phải thuận tiện đường đi lại, đi học cho các cháu và có nước nôi sử dụng. Đấy. Ngoài ra thì cũng muốn là cạnh nhà cũng có một ít sân vườn cho anh có thể trồng rau và nuôi một vài con lợn, con gà. Đấy, phải có không gian như thế. Video đợt trước Khâm đăng lên về cái tập cái ngôi nhà 70 triệu, 90 triệu đấy các bác, là góp ý rất nhiều. Bởi vì là mua được ở đấy thì cũng gần đường xá, thuận tiện. Như cô bác bảo là cũng buôn bán kinh doanh nhỏ được đấy. Thì thực sự là cũng phân tích với anh lúa rồi, mặt lợi mặt hại thì có rồi. Thì anh em mình cái phương án là mua cái ngôi nhà đấy thì thực sự là sẽ không tìm hiểu nữa. Đấy, anh em mình chỉ đăng lên tham khảo lấy ý kiến cô bác chị thôi. Và cũng chưa có cái quyết định nào là mua bán ở đấy cả. Anh em mình ghi hình lên để lấy ý kiến thôi các bác. Đấy, anh Hiệp là anh Hiệp cũng đã xem, nhưng mà chắc là anh Hiệp không ghi hình các bác. Đấy, thì bây giờ vẫn phương án vẫn là sẽ tìm đất. Nhiều cô bác anh chị thì cũng thắc mắc rằng là sao là tiến độ là rất là chậm như thế. Bởi vì là số tiền mà anh em mình kêu gọi ấy, được chỉ có đủ xây nhà thôi. Hai kênh cộng lại thì mới chỉ đủ xây nhà. Và nếu mà mua đất ở đây thì đâu đó là cũng vào 40-50 triệu mới được cái mảnh đất để xây nhà và có thể diện tích trồng rau với nuôi vài con gà con lợn. Thì nếu mà mua đất xong thì số tiền là không đủ, anh em vẫn muốn là đi quay kêu gọi và ghi hình để kêu gọi thêm tiền hỗ trợ cho anh lúa. Đấy. Còn phần nữa là không giải thích ở cái vài ý kiến các bác bảo là tìm chỗ xây chỗ vần, thì anh Hiệp cũng tính đến rồi các bác, anh Hiệp tính đến rồi. Nhưng mà bởi vì là từ ở địa điểm này, chỗ nhà anh lúa này đi đến chỗ nhà xây vần thì rất là xa. Đâu đó là ở đây đi phải hơn 30 cây các bác ạ. Bởi vì ở đây là chỗ Sủng Thài nhá, đi vào xã Mộ Duệ. Và đi từ xã Mộ Duệ đi lên chỗ nhà em Vân em say nữa thì không phải thú thực với các bác là vào khoảng 30 mấy cây, 34, 35 cây số. Rất là xa. Các bác đo Google Map thì sẽ ra ngay xã Sủng Thài đến xã Mộ Duệ. Đấy là hai trung tâm xã đi với nhau thôi. Chứ còn đi vào xóm thì còn xa nữa. Thì ở đấy thì là nói thật thì là cũng anh lúa là cũng sẽ không quen biết ai đấy cả. Ở đấy có vần có say đấy, nhưng mà đi ra đấy thì thủ tục về khẩu các thứ nữa rất là phức tạp. Anh em hỗ trợ được thôi, nhưng mà ra đấy là không có nương, không có cái gì để cho anh làm cả. Còn rất là nhiều cái để mà Khâm với anh Hiệp chia sẻ, nhưng mà anh em là cũng chỉ ngồi tâm sự với nhau thôi, chưa có dám public lên video để cho các bác cùng nắm bắt đấy. Còn trường hợp sau này mà anh lúa mà có thể sang bên đấy ở xây vần thì anh em mình sẽ tính tiếp về cái phương án đấy đấy, chứ không phải là anh em mình chưa tính các bác. Nếu mà nó thực sự là đơn giản thì là chắc là Khâm với anh Hiệp là đã tìm đất ở đấy cho anh lúa rồi. Xong chưa? Hát xong rồi. Vợ không hay ra nhổ, hay vợ nhổ mỗi luống này thôi, thì luống này thì thấy sạch. Vợ thì nó nhổ ăn lúa. Sao ở đây diện tích ít quá nhỉ? Thôi hôm nay mình thăm đến đây thôi nhá. Em thăm đến đây thôi, rồi là bây giờ là em sẽ di chuyển đi về thôi. Đấy. Có con lợn, con gà nuôi là có việc để làm rồi. Bây giờ là tối rồi các bác. Nãy đợi anh lúa là khá lâu, bây giờ 5 rưỡi rồi. Trời mùa đông sẽ tối rất là nhanh. Bây giờ anh em mình về đến nhà là trời tối luôn. Hôm nay cũng không có gì quà nhiều, có mỗi hộp bỉm với lại sữa lên cho anh thôi nhá. Đấy là anh cảm ơn chị một tí đi. Gọi là chị Tuệ An đi nhá. Chị Kệ Á. Tuệ An, chị An.
chị A. Ừ, rồi. Em đã cả chị An đã gửi một tí quà lại cho em xin cô lùa lùa mình khẽ nhé. Rồi, em xin cô à. Rồi, nhầm đánh cô giáo rồi đấy. Một lần nữa thì cảm ơn đến chị rất là nhiều. Chị là ở một đất nước là khá là xa với hiện tại chỗ anh em mình đang ghi hình ấy, chị ở Hàn Quốc. Thì cũng chúc mà chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Rất là cảm ơn chị vì đã đồng hành cùng kênh và đồng hành cùng những hoàn cảnh trên kênh. Đấy. Video ngày hôm nay đến đây thì Khâm xin khép lại tại đây thôi. Trời cũng sắp tối rồi, bây giờ là Khâm sẽ di chuyển đi về. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào. Chụp anh đối một kiểu ảnh thế nào? Ngon quá.